cầm hai tay xuống tháo về là nó tụt nó rớt các mọi người. Đó, tháo ra mình. Đó, đây nha mọi người, mình cầm là cầm trên này nè, đừng có cầm chóc ngược lại nha mọi người. Chóc ngược lại là hai cái khuy hai bên này là nó bị tụt lên mọi người. Sóc nó tung một cái là ra liền mọi người. Nói chung là mình bắt sóc thì mình cẩn thận tí. Nói chung là một phần sợ nó cắn nữa mọi người. Rồi, bây giờ mình đem ra mình bắt luôn cho anh em mình xem nha.